Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi 8 tựa game, bắt đầu với tựa game Kixopedia, một tựa game tra tấn rất sẽ rất phù hợp cho những bạn nào mà đang bị stress. Rồi, thì mình sẽ gọi con Terix là các bạn cũng có thể nó tra tấn bằng tay hoặc là dùng những cái thực hình mà có trong game. Đó. Đây là cho cái con Terix khủng long bắn lên đi. Tiếp theo nha. Tiếp theo là Horror Max Rush. Bùng chìa bùng chìa chém nát tiêu người luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đây cái này đi. Helivator. Rồi, cho nó vào đây luôn. Cho nó xuống 18 tầng địa ngục các bạn nhé. Rồi, vứt luôn. Không tính gì. Một quả, bao nhiêu vàng đây? 100 vàng. Nói chung là mình rất cần vàng, bởi vì mình đã full vàng rồi. Đây. Sạc. Mình sẽ quay cử hình. Đó. Có bốn cái mặt của bạn xinh gái. Rồi, và mặt nào đây? Đấy. Đó là một cái sóng âm. Quay một phát nữa nha. Ui, đây là nhức đầu. Nước acid ăn mòn hết cái thịt ở trên cơ thể luôn. Tiếp theo đến kia gì? Đây, spec lịch sử các bạn ơi. Bấm chết con này luôn. Mình sẽ tiêm những cái thuốc độc vào con bùi này. Ui chết luôn rồi. Yếu nhỉ. Mình tiếp theo nhé. Chuẩn bị cho tsunami. Mua bài đi. Mình sẽ bật nó chút một chút nha. Rồi. Tiếp theo mình như thế này đi. Chúng ta cùng đến với thành phố Los Angeles. Los Angeles của nó khác không ta. Ui, đẩy được luôn cả cái máy bay. Ba mươi bốn con, ba bảy con, ba tám, ba chín, bốn mốt, bốn ba luôn, bốn bốn, bốn năm. bốn sáu. Rồi mới thắng một con thôi. Thôi.
Rồi, mình có đến mình xung bay gốt rồi các bạn ơi. Vừa mới thắng được con cho nên bây giờ chỉ còn 23 con thôi. Rớt hết rồi. Lục cũng như kiểu là lục chấm hết rồi. Mình mới bay. Ok, chúng ta cùng đến với thành phố San Francisco. Tiếp theo đi, Little Sing Ham, một tựa game của người Ấn Độ sản xuất. Mình sẽ mở cái set đi. Ok, mình sẽ đuổi theo cái tên trộm ngụ của chủ. Ui, may quá. May là mình có những cái mặt hung hổ để hồi sinh. Game này có thể là mình sẽ bật nhạc to lên chút cũng được. Rồi, và đây là tên chiến đấu. Tên trộm mục của chủ. Chúng ta sẽ phải ăn những cái hình cầu màu xanh. Đó. Ok, win luôn. Đập nó một phát này các bạn ơi. Đó. Cào. Võ hổ ấy. Còn đây là con người tiếp theo đi. Angela. Mày thích kinh Angela. Nào, đánh răng cho nó nè. Rồi. Ăn đi. Nhum nhum. Ăn một bát bún. Ăn một bánh gato. Rồi, lại ở đánh răng tiếp. Rồi, nhảy nhót đây.
Chúng ta sẽ cùng chơi level 69. Xem cái level này cho là xuống đây này, cắt cái quả cối này xuống này, okay. Cho cái này xuống này. Ok, quá đơn giản, level này quá đơn giản. Để mình xem cái này dễ thôi mà, chắc chắn là cho cái này xuống rồi, không cho cái này xuống là xong. Bụp 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 quá dễ dàng. Con này là cái con ném bom ạ. À? Được, thế mình cho hai con tiền ném nhau. Ấy, chết luôn. Đứng đây. Bùm. Cho con này nó ngã xuống đây đi. Ủa, nó vẫn thoát được à? Chuyển lại đi. Ui 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 ui. Chết luôn, mày phải. Ok, game tiếp theo đó là tựa game Angry Birds. Một tựa game ra mắt rất là lâu rồi. Một tựa game cũng thơ luôn. Mình sẽ chơi cái này đi. Level 50. Chết à? Ok.
biết này. Thôi, cứ mang đi, em thích sao? Răng. Rồi, mình sẽ phải đuổi theo tên trộm này. Đa số những tựa game thì chạy này thì là đều theo mục đích là phải đuổi theo một tên nào đó. Đuổi theo một tên trộm thì nó đấy là cái câu chuyện của game. Không làm gì cũng là tên trộm thì cũng hơi vô lý. Rồi mình sẽ giết cái con mà cầm một đống vàng này. Bye bye.